chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, 24 giờ qua, Bắc Bộ đã có mưa nhỏ ở vài nơi kèm theo sương mù về đêm và sáng. Đến buổi trưa chiều trời tạnh ráo hơn, với nền nhiệt độ trưa chiều cũng tăng chậm dần, lên ngưỡng là từ 21 cho đến 23 độ. Riêng một số nơi ở thuộc khu vực phía Tây Bắc, nhiệt độ đã tăng lên tới mức 26 đến 28 độ. Ở các tỉnh ven biển thuộc khu vực miền Trung, mưa vẫn xảy ra ở một vài nơi, ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên và đạt ở mức là từ 19 đến 25 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 23 đến 31 độ đối với các tỉnh phía Nam. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn chỉ có mưa ở vài nơi, ngày trời nắng, chế độ nhiệt và ẩm duy trì ổn định như những ngày trước. Hiện nay thì khối không khí lạnh từ phía Bắc đang dần di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong khoảng chiều tối và đêm nay, khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên là do trung tâm khối khí khá lệch đông nên phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ đến ở các tỉnh thuộc sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió Tây trên cao nên từ nay đến ngày 12 thì các tỉnh thuộc phía khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì mưa nhỏ kèm sương mù, sau đó thì khối khí sẽ suy yếu dần, thời tiết khô ráo hơn. Nhưng ban sáng sớm vẫn có xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc khu vực ven biển và có sương mù khá dày, gây không ít khó khăn trong quá trình lưu thông. Với các tỉnh duyên hải miền Trung thì do đợt không khí lạnh tăng cường lần này không quá mạnh mẽ nên đới gió đông bắc kết hợp với địa hình chỉ gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Với lượng cũng không nhiều, có các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì ít khả năng xảy ra mưa. Ngày trời nắng ráo nên nhiệt độ ít biến động, tức là vẫn ở mức từ 24 đến 31 độ. Nhưng đến khoảng ngày 12, ngày 13, cùng với tác động của nhiễu động sóng đông trên cao khiến cho khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi còn đạt đến lượng mưa vừa, song vùng mưa chỉ tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Nhiệt độ trong những ngày này có xu hướng giảm nhẹ, khoảng từ 1 đến 2 độ, duy trì trời rét về đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc, trời se lạnh ở các tỉnh phía Nam. Trong khi đó thì ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết là tốt, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều, ban ngày xuất hiện nắng từ sáng đến chiều nên nhiệt độ cũng ít biến động. Tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một đợt chiều cường mới đang lên ở mức trên báo động 2, sấp xỉ mức báo động 3 nên nhiều nơi trong địa bàn thành phố cần đề phòng với khả năng ngập úng sâu, đặc biệt là trong giờ tan tầm. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Khu vực ở phía Tây Bắc Bộ từ ngày 11 đến ngày 12, trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, tập trung chủ yếu ở phía Đông Nam khu vực, nhiệt độ giảm yếu và trời rét. Sang đến ngày 13 thì phổ biến là ít mưa, trưa chiều giảm nắng, mây hửng nhẹ. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động từ 18 đến 24 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên nền nhiệt luôn cao hơn khoảng từ 2 đến 3 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, hai ngày tới trời nhiều mây xuất hiện với mưa nhỏ kèm sương mù nên nhiệt độ cũng giảm nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, ở vùng núi có nơi còn thấp hơn, còn nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá ngưỡng 20 độ. Sang đến ngày 13 thì mưa ít có khả năng xảy ra, nhưng sương mù vẫn còn xuất hiện nhiều ở các tỉnh ven biển và vùng núi cao, nên nhiệt độ nhích nhẹ dần lên với nhiệt độ ban ngày có thể tăng lên ngưỡng là 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày mai thì trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ ngày đêm phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 23 độ. Sang đến ngày 12 và ngày 13, duy trì trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, tập trung chủ yếu ở phần phía Nam, duy trì trời rét về đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc, trời lạnh ở các tỉnh phía Nam. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, từ ngày 11 thì mưa xảy ra ít, ngày trời có nắng nhẹ, thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ vào buổi trưa chiều chỉ ở dưới ngưỡng là 31 độ. Sang đến ngày 12 và ngày 13, trời chuyển nhiều mây ở phần phía Bắc và có mưa rào và dông rải rác, có nơi còn đạt đến lượng mưa vừa, phía Nam vẫn ít mưa và ngày có nắng. Khu vực Tây Nguyên từ ngày 11 đến ngày 13 thì vẫn duy trì trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 18 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới, mưa chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi với lượng ít, ngày xuất hiện nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở vào khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực Biển Đông thì gió Đông Bắc sẽ bao phủ toàn bộ khu vực Biển Đông trong ngày đầu với mức cấp 4, cấp 5 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa. Còn vùng biển nằm ở phía Bắc Biển Đông thì vẫn duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động. Sau đó thì vùng biển ở phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, sẽ chuyển dần sang gió Đông Bắc đến Đông, giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6. Còn khu vực giữa và phía Nam Biển Đông, bao gồm ở quần đảo Trường Sa, có gió Đông mạnh cấp 4, cấp 5.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!